Shipper quẹt phải ô tô, hết lời cầu xin nhưng chủ xe vẫn liên tục nạt nộ, to tiếng. Đoạn video được người đi đường quay lại. Theo đó, anh chàng shipper khi đi ship trà sữa cho khách do không cẩn thận đã va quẹt vào xe ô tô. Chàng trai đứng lại xin lỗi nhưng chủ xe nhất quyết không đồng ý, bắt đền vài chục triệu. Khi shipper chia sẻ hoàn cảnh và bảo rằng mình không có thể từng ấy tiền, chủ xe yêu cầu anh đưa giấy tờ xe để làm tin. Xin lỗi, bây giờ mày xin lỗi tao. Đưa giấy tờ xe đây. Không hiểu. Đúng là đòn đâu. Có gì đấy tao không hiểu. Chứng minh đâu, giấy tờ đâu, căn cước công dân đâu. Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc anh shipper va quẹt vào người khác và phải đền bù là điều đương nhiên, không thể vì nghèo mà được bỏ qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người lại bênh vực. Họ cho rằng xe ô tô đều có bảo hiểm, đi sửa chỉ mất khoảng 1-2 triệu, nên hành động của chủ xe là thiếu tình người, bắt nạt kẻ yếu. Thêm nữa, việc đòi giữ giấy tờ xe của anh ship cũng là thiếu cơ sở pháp luật. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ quan điểm của mình và tiếp tục đồng hành cùng Tán TV nhé!